chắc phải cho xuống rồi mới cho nó lên được, à, cho mới vào được. Ô vẫn đang test độ bền. Ngồi kiểu cơn giận của gamer. Vào khoảng tầm mấy năm trước ấy, khi mà thị trường gọi là ghế gaming nó khá là nổi trội thì có một hãng mà rất nhiều anh em mua, đó chính là Aka Racing. Bởi vì là hồi đấy, vào thời điểm đấy thì Aka Racing cho một cái mức tiền khá là hấp dẫn, tức là cái mức hiệu năng giá tiền nó khá là hấp dẫn ấy, vẻ ngoài rất là đẹp mà ngồi cũng khá là phê. Nhưng mà trong thời điểm hiện tại, trong năm 2023 này thì đa số mọi người đều theo trending là ghế công thể học rồi. Thì liệu rằng những chiếc ghế gaming theo phong thái xe đua như này có còn nổi trội không? Thì hãy cùng mình thử unbox nó ra và xem như nào nhá. Rồi. Em này thì Aka Racing AKRX RD, một chiếc ghế khá là ổn áp và cân nặng của nó net weight là 25kg. Bây giờ thì để mình gỡ nó ra và lắp nó lên nhá. Ok anh em ạ, vừa mới unbox cái ghế này ra thì có thể thấy là cái ghế này nó cũng khá là chất. Tất cả bề mặt da đây đều là da PU cả. Cái chân này thì nó là bằng chân kim loại anh em ạ, nên là rất là chắc chắn. Gối thì mình đang nằm chưa đặt lưng lên nhưng mà thấy nó cũng khá là êm. Có vẻ như là làm bằng foam ký ức à? Memory foam. Đấy, nhưng mà bây giờ thì muốn lắp thì làm sao mà nằm được, đúng không? Phải dậy và lắp phát. Nhưng mà để lắp được ấy thì nó còn có một cái hộp như này. Đây anh em ạ, hộp Aka Racing. Cái hộp này thì trong này chứa rất là nhiều các phụ kiện. Để mình cởi ra nha. Rồi, trong này thì sẽ có những gì? Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái assembly instruction, tức là hướng dẫn để lắp đặt, rất là dễ dàng. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cái trụ, trụ này thì bằng kim loại, ném cho chết. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có 5 cái bánh, rất là cứng cáp, rất là ngầu. Cái ốp tre này, cái phần tre của trụ này. Ngoài ra sẽ còn có cái đế. Đây, cái đế đây. Ô, cái đế này nó tách ra nhỉ? Tức là cái đế này nó sẽ tách ra cái phần lên xuống và cái phần ngửa cụp, tách ra anh em ạ. Nhiều ghế bị kết hợp cái đấy vào mình hơi khó chịu. Nhưng mà em Aka Racing thì cũng khá ok. Nên là kết hợp vào, à không, tách ra thì khá là ok này. Và cuối cùng là ba cái ốc cộng với cả mấy cái chữ L. Mấy cái L này thì sẽ giúp anh em dễ dàng lắp đặt hơn. Và cuối cùng đó chính là hai cái găng tay. Mình sẽ đeo vào luôn cho chất nhá. Theo như hướng dẫn sử dụng của Aka Racing thì chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả linh kiện rồi. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ, à bước đầu tiên là lắp cái phần chân này, tức là cái phần chân đế. Đây, phần chân đế ở đây. Thì công cuộc đầu tiên sẽ là cương hai cái này lên. Tức là cái này nó sẽ có một bên này là hỗ trợ bởi cái này thôi anh em ạ. Cái ngẩng lên ngẩng xuống này. Đấy, và nó rất là cứng. Còn bên này thì không có. Bên này thì sẽ là hoàn toàn nâu luôn. Nó sẽ dựa hết vào bên này. Thì nó sẽ có cái phần ở đây. Và nhìn trông như này thôi nhưng mà nó không hề mở đâu anh em nhé. Đừng bị như mình bị lừa nhé. Cái này không mở ra đâu, nó chỉ như này thôi. Và nó sẽ có những cái ốc ở đây để anh em thử quay ra. Rất là may mắn Aka Racing đã tặng cho chúng ta những cái lục này, nên là sẽ có thể dễ dàng lắp được. Rồi, đã gỡ xong mấy cái ốc thì bây giờ là cái công việc của mình ấy chính là lắp nó vào trong cái chân này. Thì theo như họ nói ở đây thì họ bảo là lắp vào bên, có vẻ như là lắp vào bên bên này trước, cái bên khung trước này, để có thể dễ dàng là sắp xếp ấy, anh em hiểu không? Bởi vì nếu mà lắp bên này thì nó cứ lủng lẳng lẳng này, lủng lẳng lẳng, đơn giản lắm, lủng lẳng lẳng. Thế nên là mình nghĩ rằng là việc lắp vào trong này thì nó sẽ hợp lý hơn một chút. Bây giờ thì lại xoáy thôi. Mấy cái ốc này thì, mấy cái ốc đây, nếu mà anh em nhìn ấy thì mấy cái ốc này cũng rất là chất lượng nhá. Nó sẽ có, nó là một cái ốc rất là to, rất là dày, rất là chắc. Ngoài ra nó còn có spacer, xong các thứ kiểu nữa để đảm bảo rằng là chúng ta có một cái mối gắn vào chuẩn chỉnh nhất. Trông ốc rất là cứng cáp luôn. Nói thật thì để mà nói thì mình cũng chả phải là chuyên về cơ khí hay cái gì đâu, nhưng mà mình chỉ thấy nó chắc chắn rồi mình nói chắc chắn thôi. Là nếu mà anh em cảm thấy rằng là wow, cái ốc này thực ra không chắc chắn đâu hay có cái gì đấy thì anh em bảo mình nhé. Rất chi là chắc chắn rồi.
Đấy, đấy. Rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ thì đã lắp xong về cái phần đấy. Bây giờ mình lại lắp bên này nữa. Tiếp tục thôi. Nhưng mà phải công nhận này, là lắp ghế nó cũng như lắp máy tính em ạ. Nên có hai người thì nó công việc nó sẽ đỡ hơn. Kiểu cứ phải gỡ ra gỡ vào xong này kia. Đến lúc lắp xài chả biết bố con thằng nào mà hỗ trợ cho mình. Rồi, ok. Đã xong phần cái phần base của ghế rồi. Mình thử ngồi phát nhá. Ui, êm ấy. Được nhỉ. Ui, thế này thì hợp với cả anh Đạt đấy. Tầm này là anh Đạt sẽ rất thích cái kiểu này. Bởi vì là anh Đạt đang có cái bộ đua xe ở nhà. Và anh Đạt sẽ rất là thích cái form như này, không? Để anh kiểu đấy, cái kiểu đấy. Nói chung là anh Đạt thì thích như thế. Nhưng mà chúng ta là người bình thường đúng không? Thì chúng ta phải lắp cho nó cao lên chứ. Dùng mấy cái bàn như này ngồi này sao được đúng không? Bây giờ thì mình cùng lắp nút nhá. Xem nào, mình sẽ sử dụng tiếp theo nào. Đã khóa xong hai cái ốc thì bây giờ mình sẽ khóa cái phần đây, khóa cái phần bên này vào, tức là lắp hai cái hông này vào. Và sau bước này thì mình sẽ chỉ gài nốt cái chân vào thôi, tức là hai ba bước nữa thôi là xong xuôi rồi, rất là nhanh chóng. Thời gian lắp thì có vẻ như là cũng ngắn thôi. Phần plate này. Rồi. Aka Racing. Đã xong về cái phần này rồi. Và bây giờ thì hãng yêu cầu là flip the chair. Lật dê này xong rồi tháo ốc ra. Sao yêu cầu tháo hết không nhỉ? À, tháo 4 ốc thôi anh em ạ. Hình như là tháo mỗi mấy cái ốc thôi. Và để mình có thể gắn cái phần đáy vào. Có vẻ như cũng khá là dễ, khá là đơn giản. Thì con lật cái ghế lên. Đấy, đây. Thì chúng ta sẽ cần phải tháo những ốc nào đây nào? Theo như mình thấy ở đây thì có vẻ như là chỉ tháo mũi 1, 2, 3, 4 thôi, 4 ốc thôi. Bởi vì ở trên cái chỗ này cũng chỉ có 4 lỗ thôi anh em ạ, nên là không có quá nhiều. Tháo phát ra gắn được luôn. Đấy. Phần này đấy, có 4 lỗ thôi, đơn giản. Và nó sẽ có ghi rõ ở đây là đâu là front, đâu là back. Đây, đây ví dụ như là nó ghi đây này, đây là front, đây là back này. Và gỡ ra thì chỉ như này thôi, đấy, đúng 4 vị trí luôn, kiểu ốc tọt phát vào. Đấy. Rồi, lắp xong rồi. Bây giờ thì lắp cái phần chân này vào nhá. Cái chân này thì sẽ có 5 cái bánh. Đó, 5 cái bánh. Và chân này thì là kim loại nha anh em nhá. Đó, anh có thể cúng cụ bằng cái này. Đấy. Chân này thì sẽ có là 5 cái chân. 5 cái chân này thì base đều bằng kim loại hết. Bánh này thì là bằng nhựa thôi. Nhưng mà đây anh em nhìn này, cái chỗ này là bằng kim loại. Đấy, rất hay. Giờ thì đổ nó xuống. Chắc phải cho xuống rồi mới cho nó lên được, cho mới vào được. Chứ... bình thường cho vào gì ấn được rồi. Ấn được rồi. Đơn quả giản ấy. Không, cái chính là tại vì là cái này nó bằng kim loại ấy, nên là nó hơi sắc. À nhầm, hơi sát. À hơi nhầm, hơi trơn. Nên là không ấn được. Ô, vẫn đơn. mình test độ bền đấy các bạn nhá, test độ bền. Đấy, thật là xong. Rồi, đã lắp xong rồi. Được, ngồi phát cho nó xuống nhỉ. Rồi, lắp xong bánh thì lắp cái gì nào? Lắp tiếp là lắp cái bế, à cái đế. Thế nhưng mình được, cái của mình được bỏ ra rồi anh em ạ. Cái của mình được bỏ ra rồi, đây này. Nó ghi như này thôi. Và nó bảo là khi nào lộ ra thì là được rồi. Có vẻ là được rồi. Và cuối cùng, bước cuối cùng là gài cái chân vào. Hết chuyến. Rồi, cởi này này. Rồi, và sau ít phút thì đã lắp xong cái ghế rồi. Nói thật thì cái quá trình lắp ghế khá là đơn giản và không có gì nặng nề cả. Anh em chỉ cần có một cái điều hòa thôi để cho nó mát. Thế thôi. Còn ghế xong rồi, bây giờ để mình dựng lên nhá. Test độ bền. Chắc phết đấy. Ngồi kiểu cơn giận của gamer. Đấy, test thì có vẻ khá chắc. Em này thì chịu lực lên tận là 150 cân. Thế nên là mình ngồi nhú nhau nhảy này các bạn với cả người yêu thoải mái luôn. Còn ngoài ra thì em này sẽ có một số tính năng hay ho khác. Đầu tiên là sự ngửa đúng không? Anh em chỉ cần cầm cái phát. Oh yeah. Và anh em có thể ngửa 180 độ luôn. Oh yeah. Oh yeah. Sợ. Đấy, có thể ngủ cái này hả?
Nhưng mà ngủ này thì máu về não đấy, bởi vì nó đang ngửa hơi nhiều về đằng sau. Đấy, ngửa xong thì anh em dựng lên. Và cái chỗ này thì sẽ có up này, down này đúng không? Rồi sẽ có free và lock, tức là anh em sẽ không thể lên xuống được nữa. Để mình thử lock nó xem nhá, xem nó có lên xuống không. Lock này. The fuck. Lock nhá. Tính năng lock là như nào đến nhà sản xuất rồi. Hiện tại thì mình chưa hiểu là cái tính năng free lock là như nào. Thì có khả năng là mình đang lắp sai, mình không biết nữa, nhưng mà cứ coi như là nó lốc được đi. Thì cái em này, ngoài cái sự ngửa cục bình thường của một chiếc ghế bình thường đi nữa, thì chúng ta sẽ còn có cái tay như này. Thì tay như này anh em sẽ không thể chỉnh ra vào được nhá, nhưng mà có thể chỉnh xoay và lên được. Đấy, thoải mái luôn. Và cũng khá là chắc chắn. Cái này bề mặt thì là bề mặt bằng da. Bằng da PU, nhưng mà không phải nhựa, nhìn giống nhựa lắm, nhưng mà nó là kiểu rất là, vẫn ấn được nhưng mà rất là cứng, không biết như nào. Khá là cứng cáp và để tay lên thì khá thoải mái, có thể nói là thoải mái. Và một cái điều mà mình khá là ưa về cái kích cỡ này, đó chính là nó khá phù hợp với cả kích cỡ của mình. Bởi vì nhá, nhiều anh em ấy ngồi ghế gaming theo kiểu này này, nó sẽ bị theo kiểu gọi là bị chật quá, khiến cho anh em phải co này, tức là hai hòn của anh em là coi như là kẹt luôn đúng không. Nhưng mà rất là may mắn, cái này rất là rộng và đủ thoải mái. Cái phần này, cái phần lưng này này thì nó đều bao phủ đúng lưng của mình luôn, và nó không bị chật quá, khiến cho mình ngồi cực kỳ là ok. Cho nên là khi mình ngồi như này, nice. Còn chẳng hạn ví dụ như mình ngồi bàn đúng không, thì chứng tỏ con này độ cao nhất của nó không cao lắm nhỉ, không quá cao nhỉ. Không quá cao đâu, thực sự anh em ạ, không quá cao đâu. Bởi vì ấy, nếu mà anh em mình nhớ là có rất nhiều cái gaming khác đi qua cái bàn này phát là đụng luôn, là đụng thực sự luôn. Đấy, và bắt buộc là phải hạ thấp xuống một chút. Còn về cái độ cao mà để làm việc ấy, thì mình với độ cao nhất này nhá, với độ cao nhất này thì mình đánh giá là cũng khá là ok. Khi mà tay mình để phát lên bàn là chuẩn luôn này, mà không hề bị cảm thấy khó chịu một chút nào cả. Tức là mình thấy là hợp lý. Về độ êm ấm của cái ghế này ấy, thì đúng, cái ghế này rất là êm. Da của nó là da PU, và đệm của nó thì chất ấy, nói chung là mình đánh giá chất ấy. So sánh với cả những cái ghế kiểu ở ngoài quán net các kiểu ấy, thì thực sự là con ghế này cao hơn hẳn tập tiền, và cao hơn hẳn về chất lượng luôn. Sờ xiếc ngả nghiếc là thấy ok luôn. Còn nếu mà anh em vẫn muốn thêm gọi là những cái adjustment này, thì đây Aka Racing họ sẽ có những cái gối lưng này, anh em thể cài vào để tạm mình chưa cài. Đấy, anh em thể cài vào gối lưng này và gối đầu. Gối đầu thì cũng là dây chun cài vào phát rồi. Mình thực sự mà nói cái gối lưng thì ok, nhưng mà cái gối đằng sau này thì có vẻ chưa được ổn cho lắm. Bởi vì là nó là dây cao su, anh em hiểu không? Nó là cái dây này này. Dây này này thì nó sẽ cài vào thôi, thì phải nó không luồn qua hay nó chỉnh được độ cao độ thấp. Thế nên là nó đang hơi bị cao một chút so với đầu của mình. Hơi cao một chút. Nhưng mà bây giờ mình thử gắn lại hết những cái này, xong rồi cho những thành viên khác thử nhá. Bởi vì làm cơ thể của mình đâu mà có thể thể hiện được tất cả 90% hay 100% các anh em được, đúng không? Bắt đầu thử nhá. Mình thấy là cái trải nghiệm trên con ghế này khá là chắc chắn. Chắc chắn. Đệm thì khá là êm. Đệm êm. Thế bro nói chiều cao cân nặng số đo nào. Mình thì cao 1m74 và nặng 74 cân. Với cái chiều cao của cái bàn này thì cái tay này là vừa này, chân thì cũng khá là thoải mái. Đệm phía sau thì cho là cái phần cái này nó hơi lỏng nhỉ, hơi lỏng một chút. Bài test cuối cùng là bài ngửa đây, là bài ngửa đây. Ok, bài ngửa đi ngủ rồi. Ngủ luôn, ngủ tại phòng luôn. Ui. Maximum đi. Ok, mắc rồi. Ui. Ngủ ngon rồi. Phê đấy. Cảm giác mà nó không bị đau lưng nữa, nó có cái đệm ở lưng này làm giúp mình thẳng cuộc sống. Ui, rất là thoải mái. Ok. Ok. Thì bro ngủ trong bro đánh giá 3 điểm trên 10 này. Với bản thân mình đánh giá con ghế này được 8,5 điểm. Thế mức nếu mà chưa được nghe giá, bro đoán giá này. Mình đoán con ghế này phải dao động đến từ 8 đến 10 triệu. 8 đến 10 triệu ạ? Con ghế này cắt nửa đi ra nhá, cắt một nửa đấy. Một nửa nữa? Ừ, một nửa. Nó
hợp lý nhở? Hợp lý luôn đấy. Tính phết đấy. Mình thấy về cái phần đệm của cái da của cái ghế da này nó khá là êm đấy. Nhận nó không ở cái mức gọi là quá êm mà nó sẽ là vừa cứng vừa đem lại cái trải nghiệm đúng rồi, nó sẽ rất là thoải mái. Nghĩa là nó vừa cứng mà nó lại vừa mềm. Nghĩa là nó rất là vừa đủ chứ nó không bị cứng quá đâu. Chứ có một số cái ghế nó lại cứng quá thì ngồi nó sẽ rất là bị đau lưng. Mà mềm quá thì nó lại nó cứ bị một thời gian là nó sẽ xẹp dần. Thì nó sẽ khá không. À, mình thì cao 1m75, nặng 80 cân. Với cái cân nặng và với cái chiều cao này thì cái ghế này ở cái hai cái phần bo sát này này nó sẽ không bị chật quá đâu, không bị cứng quá đâu, vẫn ngồi vẫn rất là thoải mái. Không như một cái số các cái ghế khác là nó sẽ bo sát quá, cái phần nếu làm dày quá khiến cho cái chân mình lúc nào phải như này. Đấy, mà mình quen ngồi như này rồi. Đây, với trong cái quá trình mà các bạn chơi game ấy, thì các bạn chỉnh bàn này của bọn mình là bàn tiêu chuẩn nhá, chiều cao đúng chuẩn nhá. Thì chỉnh ghế lên mắc này, ngồi chơi này. Cảm thấy rất là thoải mái. Về cái phần tay mà kê tay này này, cái kê tay này là kê tay 5D. Kê tay này thường 5D nó sẽ dành cho những cái chiếc ghế mà giá khá là cao ấy. Mà đây này, xoay lên xoay xuống này, lên xuống được này. Một số bạn mà ngồi mà kiểu hay khum tay vào mà gõ chữ này thì các bạn hãy để như này, nó sẽ thấy thoải mái hơn vì nó có cái điểm tựa này, kê này. Về cái độ nâng hạ thì như các bạn đã thấy thì mình nâng lên đây là mắc rồi. Thì nó sẽ vừa với cái bàn này của mình luôn, bàn tiêu chuẩn nhá. Các bạn phải đặc biệt chú ý là cái bàn này phải là cái chiều cao tiêu chuẩn nhá. Thì khi các bạn nâng lên như này là nó sẽ vừa này. Đó. Với một người cao 1m75 như mình thì là vừa. Còn đây là ví dụ khi mà các bạn chơi xong mà các bạn mệt quá, các bạn không ra được giường thì các bạn có thể nằm xuống luôn. Đây như này. Đây. Theo như nhà sản xuất ý, thì cái ghế này chịu tải lên đến 150 cân. Thì 150 cân đấy là khi có cái trợ lực ở dưới này nhá. Còn đây là mình ngửa ra nhè, nghĩa là cái phần khung của lưng này nó đang đỡ mình mà nó vẫn chịu được như này thì rất là ok này. Mà mình 80 cân nhá. Không biết đã tăng lên chưa nhưng mà lần cuối đo là như thế. Lần cuối cân là như thế. Nếu như mà mình chấm thì ghế này sẽ được khoảng 7/10. Vì với cái chất liệu như này, và mình đoán nhá, cái ghế này nó sẽ rơi vào khoảng tầm giá từ, bây giờ cũng không cao lắm đâu, chỉ khoảng tầm từ 5-6 triệu thôi, 5 triệu 8-6 triệu thôi. Thì cái ghế này với một cái mức giá như thế thì nó sẽ rất là hợp lý. Thì với kê tay 5D này, khung chịu lực như thế, tất cả chân tiếc các thứ làm bằng kim loại thì nó đáng để được chấm một cái mức điểm, một cái dạ, một cái điểm cao. Con ghế này rơi vào khoảng tầm 6 triệu rưỡi. À, con ghế này 6 triệu rưỡi. Khá xinh. Anh kia bảo anh kia bao nhiêu cân nhỉ? 80 cân. Ui, thế cộng thêm em nó chuẩn đấy. Ui, làm gì?